Quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, sau một năm bận rộn với công việc và những lo toan trong cuộc sống, thì đi du lịch dịp Tết chính là thời gian để mọi người thưởng ngoạn thiên nhiên tươi đẹp hay thưởng thức những món đặc sản độc đáo. Để có được một chuyến đi du xuân thú vị và đạt hiệu quả cao nhất, bạn cần chú ý một số vấn đề sau đây. Tin tức được tổng hợp từ trang Sức khỏe đời sống và trang Tâm trí. Địa điểm. Tết là thời điểm muôn hoa khoe sắc, không khí tươi vui rộn rã và đặc biệt là lúc lễ hội cổ truyền diễn ra vô cùng sôi nổi. Việc chọn địa điểm nào để đi du lịch Tết hoàn toàn tùy thuộc vào sở thích của bạn và gia đình. Đơn cử là những địa điểm vốn quen thuộc và thường là địa chỉ diễn ra lễ hội thu hút đông đảo du khách khắp nơi. Vào thời điểm này, giá cả dịch vụ chắc chắn leo thang và dịch vụ thường kém chất lượng do bị quá tải. Vì vậy, hãy sáng suốt chọn lựa những địa điểm đẹp, khá yên bình để tận hưởng trọn vẹn dư vị ngày Tết mùa xuân. Một số địa chỉ hấp dẫn du xuân như Sapa, Mộc Châu, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, hoặc nếu có điều kiện hơn nữa, hãy cùng đưa những người thân yêu đón mùa xuân mới mẻ ở Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc hay châu Âu. Cân nhắc kỹ khi chọn phương tiện di chuyển, xe khách, tàu hỏa vào những ngày này luôn đông kín khách, xuất hiện tình trạng xe dù, do đó bạn nên đặt vé của những đơn vị uy tín. Vé máy bay cũng có giá cao hơn ngày thường, ảnh hưởng đến chi phí của chuyến đi. Xe máy là phương tiện khá cơ động, nhưng bạn cần lưu ý tránh những tuyến đường luôn đông đúc xe. Tùy theo kế hoạch hành trình của bạn, hãy cân nhắc và lựa chọn cách di chuyển thích hợp nhất. Nếu bạn quyết định di chuyển bằng máy bay trong dịp Tết, bạn nên đến sân bay sớm trước 2 giờ so với giờ khởi hành để làm thủ tục lên máy bay, tránh tình trạng quá đông đúc dẫn đến trễ giờ, ảnh hưởng đến chuyến bay. Nếu bạn có mang theo quà cáp trong chuyến bay cũng cần chú ý sắp xếp và tốt nhất nên có danh sách kèm theo vị trí của từng món hàng để tiện cho việc kiểm tra an ninh. Có phương án dự phòng. Kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết rất dễ bị thay đổi vì những lý do khách quan như thời tiết, tắc đường, quá tải. Vì thế nên chuẩn bị phương án dự phòng, nhất là đường đi và các điểm đến để có kỳ nghỉ trọn vẹn. Ví dụ, nếu Sapa quá tải khách và khiến bạn cảm thấy không còn đúng không khí thị trấn phố núi, bạn có thể đến địa điểm khác của Lào Cai. Hoặc các điểm vui chơi nội đô ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ bị quá tải, bạn có thể dự phòng các điểm tham quan ngoại ô. Mang đồ đạc vừa đủ. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, quần áo, thực phẩm, thuốc men cho số ngày dự kiến đi nghỉ nếu bạn không muốn phải mua với giá trên trời tại các điểm du lịch. Tuy nhiên, cũng đừng quá tham mà mang nhiều, bởi đồ đạc lỉnh kỉnh sẽ bất tiện khi di chuyển, dễ thất lạc hoặc bỏ quên. Nếu nơi bạn đến là một trong những thành phố hiện đại thì không nên mang theo quá nhiều tiền mặt để tránh những trường hợp không may. Bạn chỉ cần mang theo thẻ ngân hàng để có thể rút tiền khi cần thiết. Những giấy tờ cần thiết cũng nên mang theo người. Tốt nhất, bạn nên chuẩn bị nhiều bản photo để phòng trường hợp bị đánh mất. Luôn đặt chỗ trước. Dù là chỗ lưu trú cho chuyến đi xa hay đơn giản là nhà hàng cho buổi ăn tối dịp giao thừa, bạn cũng nên liên hệ đặt trước để giữ chỗ và phục vụ tốt. Khách sạn ở các địa điểm du lịch phổ biến như Sapa, Đà Lạt, Đà Nẵng dịp Tết rất dễ cháy phòng hoặc tăng giá bất ngờ. Chú ý đến sức khỏe. Trong dịp lễ, việc chú ý đến sức khỏe sẽ giúp bạn có được một kỳ nghỉ trọn vẹn. Khi đi du lịch, tốt nhất bạn nên tìm hiểu kỹ càng về các thông tin thời tiết, nhiệt độ để có sự chuẩn bị tốt nhất về trang phục, thuốc men. Những cuộc vui thâu đêm trong dịp lễ là khó tránh khỏi, vì thế, để đảm bảo sức khỏe, bạn nên chú ý đến việc nghỉ ngơi, chú ý giấc ngủ để giúp cơ thể đủ khỏe mạnh cho các hoạt động vào ngày hôm sau. Khi đến một nơi mới, thưởng thức những món ăn mới, nhiều khi bạn gặp phải những vấn đề về tiêu hóa. Tốt nhất bạn chỉ nên thưởng thức những món ăn được nấu chín, uống nước đóng chai và nên mang theo những loại thuốc cần thiết liên quan đến vấn đề tiêu hóa để sử dụng khi cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là những mẹo nhỏ giúp bạn có thêm những lưu ý khi thuê ô tô tự lái dịp Tết. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.